Hello anh em, trên tay của mình đây đang là đơn hàng của shop SV Mobile mà ngày 15 vừa rồi mình đặt được iPhone 6S nhé, phiên bản lốc và cái giá của nó này Đó, 678 nghìn sau khi mà mình được áp một vài những cái mã voucher Giá thực tế ban đầu của nó là 790k nhé Thế nhưng mà cái đơn hàng này sau khi mà mình đặt xong tầm khoảng vài giờ thì shop, đây anh em có thể nhìn thấy shop này đã bị khóa bởi Shopee đó. Và chúng ta sẽ không còn được mua những cái chiếc máy iPhone ở trên shop Theo một cái cách thông thường nữa Mà chúng ta sẽ cần phải là nhắn tin chat ở một cái shop nữa Anh em vẫn tìm thấy cái shop SV Mobile Nhưng mà đa số là shop đăng những cái sản phẩm về laptop nhé Còn iPhone ấy, do là quá nhiều lần bị Shopee xóa đi Sau thì shop đăng lại Và cuối cùng là cái shop SV Mobile laptop này ấy, đã bị xóa đi rồi nope. Còn trên TikTok thì anh em có thể là nhắn tin chat với shop Nếu mà muốn mua nhưng mà đa số là shop sẽ gửi ngoài nên là cũng sẽ không đảm bảo an toàn cho lắm nếu mà anh em gặp một vài những cái lỗi trên những cái chiếc máy cũ sau đó thì muốn đổi trả lại hàng à. và đây có lẽ là cái đơn hàng cuối cùng mà mình mua được từ shop sv mobile nhé cái thông tin mà shop bị khóa là ban đầu mình cũng không biết đâu nhưng mà có hai anh em là nhắn tin qua fanpage cũng như là nhắn tin qua zalo thông báo với mình sau đó thì mình truy cập vào là mình mới biết <laughs> đó rồi à, chúng ta sẽ cùng nhau là ăn khui hộp thử xem xem là một cái sản phẩm iPhone 6s lock, đây có lẽ là sản phẩm cuối cùng mà mình mua được từ shop thì sẽ như thế nào nhé. Và tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta bị xóa đi hoặc là shop bị khóa đi nữa, thì chúng ta nếu có gặp vấn đề gì ấy, thì vẫn trả hàng bình thường. Trong ngày 15 đó, mình nghĩ rằng là không phải mỗi mình đặt được chiếc 6s này đâu, mà còn có rất là nhiều anh em đặt được những chiếc máy khác ở bên shop. Ok không nào. Bây giờ thì một cái shop còn lại đó là Win Mobile. Ấy. Vừa rồi là mình cũng có đặt một cái chiếc iPhone 8 sau thì mình sẽ khui ở trên kênh nhé. do là rất nhiều anh em hỏi về iPhone nên là mình mới mua lại thôi. còn ngay bây giờ chúng ta sẽ thử khui xem là chiếc 6S này ra sao nhé. Đó, còn uh, sau đó thì mình sẽ test đến chiếc iPhone 8 kia sau. hàng thì cũng đã nhận về rồi nhưng mà sẽ làm trong những video khác nhau nhé. để cho cái độ dài của video nó ngắn hơn. Đó, bên ngoài thì số vẫn bọc uh, một cái chiếc bọc hàng khá là chỉnh chu như này. Đầu tiên thì mình vẫn nhận được một cái chiếc cáp Fastcom này Bọc hàng Một củ sạc Và cái đơn hàng này ấy, mình đặt là một cái đơn mà có sim ghép nhé Có kèm sim ghép luôn Nên là giá của nó mới là 678 nghìn Còn nếu mà chúng ta đặt không kèm theo sim ghép thì nó sẽ loanh quanh ngưỡng là 600k thôi Đó, iPhone 6s phiên bản 16g nhé Đây đúng là có kèm theo sim ghép này QPE sim hub nói chung là trên thị trường hiện tại thì có khá là nhiều những cái mẫu mã về sim ghép nhé cái dòng này thì mình chưa dùng bao giờ còn đối với chiếc máy thì vẻ bề ngoài của nó sẽ có một vài những cái điểm xước này mất sơn Đó, xước nhẹ đôi chút ở những cái phần góc cạnh này thì có đôi chút mất sơn chứ còn không hề xảy ra cái hiện tượng bị cấn nhé Máy nhìn màu sáng khá là đẹp với cái phần màu bạc như này. Đó, màn hình khi mà chúng ta để trong một cái nền sáng trắng cảm giác rằng là nó cũng không hề bị ám ố gì đâu. Đó, lên rất là nhanh. Cài đặt chung này, giới thiệu máy. Nó đang chạy trên cái phiên bản iOS đó là 15.7.1, iPhone 6S, số máy đuôi GA đến từ Nhật Bản. Pin thì đang báo dịch vụ rồi anh em ạ. À dung lượng ở đây thì shop cho mình là bản 32GB chứ không phải 16, khá ok đúng không ạ? Và đối với phần khóa mạng nó đã báo luôn là sim bị khóa thì đây là chắc chắn là một phiên bản lốc rồi. Nhà cung cấp này, nhà mạng đến từ Nhật Bản. Ok. Pin dịch vụ ở đây mình sẽ kiểm tra xem là bao nhiêu. Dung lượng tối đa hiện tại đang là 78, nó cũng không quá là thấp đâu, thế nhưng mà nó đã báo dịch vụ rồi. Task ID test luôn này, vẫn nhận bình thường nhé. Mình sẽ thử test tốc độ này. Đó. Vẫn khá là nhanh đúng không nào? Rồi, camera xem sao, xem là có đốm không? mình sẽ để một cái tờ giấy trắng ở đây xem như nào nhé. rồi không hề có đốm. ok chất lượng cam sao thì mình sẽ thử thu âm xem xem là nó có tốt hay không. không, xem xem nó có tốt hay không? thu âm vẫn ngon lành cả. cam selfie phía trước này để trong một cái nền sáng trắng đó cũng không có đốm đen nào cả. ok còn về cảm ứng thì sao? Rồi, không hề có điểm chết nào. Màu sắc khi mà chúng ta nhìn toàn diện thì khá là đẹp, độ đổi khối tốt. Và đây chắc chắn là màn hình zin rồi. Khi mà mình có tiến hành là vuốt từ rìa cạnh vào nó khá là êm mịn nhé. Không hề có gợn sóng đâu. Nhưng khi nhìn kỹ ở cái màn hình này mình không hề thấy có bất cứ một cái vết xước nào cả. Nên là tỷ lệ nghi rằng cái màn hình này là màn hình ép kính là rất cao. Mặc dù thì vuốt từ rìa cạnh không hề gợn sóng. Chất lượng ép kính ở trên chiếc máy này khá là tốt đấy. Thế nên là cái kính của nó thì không bị dày lên. Đấy, rất ok nhé Trên chiếc máy này thì tất cả những cái phím Gạt giữa chuông và rung Tăng giảm âm lượng này Vẫn hoạt động tốt Nút nguồn Rồi Về chất lượng loa ngoài thì nghe vẫn khá là nổi trội. Trong tầm giá này thì khó có chiếc máy nào mà vượt qua được chiếc 6S về chất lượng âm thanh. Và một vài những phần thông tin mà mình đã check được qua cái phần mềm bao thun Đầu tiên, đúng là màu bạc rồi. Tiếp theo là ngày sản xuất, mùng 10 tháng 7 năm 2016. Về số lần sạc ở đây là 1058 lần. Cho ra cái tuổi thọ pin là 77%, tụt hơn 1% so với lại khi mà mình check ở trên máy. Còn khi mà chuyển sang tab báo cáo xác minh ấy, thì chúng ta thấy rằng là báo đỏ rất nhiều không hiểu tại sao thế nhưng mà phần mềm bao thun này ấy, nó lại không trách ra được nhé. Nó chỉ báo ở phía bên cột test results. Đó là bất thường thôi. Chứ nó không báo là đã bị thay thế. Từ trên xuống dưới đều abnormal này. Ok không nào? Cuối cùng thì tổng điểm cho ra là 61. Khá là thấp. Còn đối với trên chiếc máy này thì mình đoán được là tầm khoảng 80 đến 90% là màn hình của nó đã bị ép kính. Nhìn sâu hơn, nhìn kỹ hơn ấy thì mình thấy rằng là cái phần nút home của nó ấy, thì màu sắc nó hơi ngả sang tông màu vàng một đôi chút màn thì vẫn là màn hình zin từ chiếc máy khác sang và đã bị ép kính nhé còn đối với phần vỏ này cũng là phần vỏ zin nếu mà chúng ta muốn check thì chúng ta sẽ truy cập vào phần giới thiệu này và ở phần số máy nó có phần mã là A1688 thì chúng ta nhìn ở phía đằng sau check model của nó ra đúng là A1688 rồi ok còn bây giờ thì mình sẽ thử là reset dòng 2 xem là như thế nào nhé xem nó có vấn đề gì hay không Oh. chiếc máy này anh em có thể nhìn thấy là nó là một cái chiếc máy bypass rồi. Nghĩa là ngoài lốc ra thì nó còn là một cái chiếc máy bypass nhé. Khi mà mình reset xong, bây giờ nó còn bắt là nhập mật mã cơ. Đó, mình sẽ thử reset lại dòng 2 xem như thế nào nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy này, chuyển hoặc đặt lại iPhone, xóa tất cả nội dung và cài đặt. Tiếp tục, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xóa iPhone này. Đó, nghĩa là mình đã tiến hành là reset dòng 2. Thế nhưng mà chiếc máy này khi mà hiện lên ấy, thì nó vẫn bắt là nhập mật khẩu và vào màn hình chính luôn. Vì thế mà đây vừa là một chiếc máy lốc vừa là một cái chiếc máy bị dính iCloud. Sau đó thì shop đã tiến hành là bypass nhé. Đó, chính xác luôn. Mình đã reset dòng 2 đến lần thứ hai rồi. Và anh em có thể thấy được rằng là chiếc máy này vừa nãy là nó có 20% pin. Bây giờ thì sau hai lần reset ấy, thì pin của nó đã tụt xuống còn có 1% Quá là ít đúng không nào Tụt thì cực kỳ là nhanh Đó, Nó đã báo pin yếu Còn bây giờ thì mình sẽ thử là tiến hành thêm một phần nữa Đó là ghép SIM Với cái phần SIM ghép QPE này ấy, Thì mình có trách ở trên mạng Họ nói rằng là chúng ta sẽ chỉ cần là lắp SIM ghép Kèm với là cái SIM chính thôi Là nó nhận luôn Chứ không cần phải là thao tác gì cả Cũng không cần phải đăng ký 4G ở trên SIM Thử xem sao nhé Không thể báo gì cả anh ạ iPhone chưa được kích hoạt Liên hệ với nhà cung cấp của bạn nếu sự cố tiếp tục xảy ra Mình sẽ thử tắt đi để khởi động lại máy xem Sau khi mà khởi động lại lên ấy, thì cái phần trăm pin của nó này Nó lại từ 1% lên 4 Ôi rồi, lại tự dưng tắt rồi đó. Vậy là pin ở trên chiếc máy này nó cũng khá là ảo khi mà nó ở tầm ngưỡng khoảng 20% nhé Tụt rất là nhanh Rồi Vậy là mình cũng đã trải qua một cái bài test với chiếc iPhone 6S Mua được từ shop SV Mobile à, Với một cái phiên bản lốc Và sau khi mà mua ấy, thì nhận được là một cái chiếc máy bản 32GB Vẫn là lốc thôi Nhưng mà nó lại thêm một cái nữa đó là bypass Đó dính iCloud Mặc dù thì có lên bản 32GB đấy Nhưng mà đánh đổi lại ấy, thì hơi nhiều đúng không nào Vừa là pin dịch vụ Cùng với đó lại là một cái chiếc máy bypass Tiếp tục là check ở trong cái phần mềm bao thun Thì nó lại báo đỏ từ trên xuống dưới khá khá nhiều nhưng mà mỗi cái rằng là nó báo bất thường thôi chứ còn thì nó không báo là đã bị thay thế và đối với chiếc máy này thì anh em nghĩ rằng là mình có cần phải là tháo ra hay không để xem xem là check bên trong nó ra sao thì có thể là comment bình luận ở phía bên dưới video và có thêm những cái đóng góp như thế nào thì anh em cũng có thể là comment nhé còn rất là cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại xin chào